舍奔扬吧，为了拉光右边对的光大震动，为了拉光大鸟天地I'm not afraid to die.
không gặp, tưởng tình anh đã cũ. Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi, một trời thương nhớ. Em ơi bên kia, có còn mắt buồn. Mười năm cách biệt, một lần bỡ ngỡ. Quên đi, mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn gọi tên em cả một trời yêu. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Tình đành quên lãng, như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi, một dòng thư cũ mãi còn trong ta, một đời cuồng điên. Không gặp tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi, một trời thương nhớ. Em ơi bên kia, có còn mắt buồn. Mười năm cách biệt, một lần bỡ ngỡ. Bấy lâu, nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn gọi tên em cả một trời yêu. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Em ơi bên kia còn chẳng nhớ. Như anh hôm nay thấy mưa trở về. Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ. Mười năm
không gặp. Chớ tin con
ngọt ngào, lời mẹ ấy mãi
bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Dối mai này mẹ hiền có mất đi như đó hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời. Thương mẹ không?
quý bác, quý cô, quý anh, quý chị và tất cả những người bà con trong dòng họ của bà ngoại của gia đình chúng tôi hôm nay. Trước hết tôi xin đại diện cảm ơn sự chân thành, không phải đường xa xa xôi, từ thành phố Hồ Chí Minh và hôm nay Gia Kiệm, từ Vũng Tàu đến Bà Rịa, các phường lân cận đều bà con dòng họ và anh em thân thích đến cùng dùng bữa tiệc và chúc tuổi thọ cho cụ bà ngoại gia đình chúng tôi. Thay mặt gia đình, chúng tôi cùng với các anh em, các cháu chắc ở ngoài hải ngoại thành thật cảm ơn và xin cầu chúc đầu năm mới các ông, các bà, các anh, các chị, các chú, các bác dồi dào sức khỏe, một năm thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Sau đây chúng tôi cũng xin giới thiệu bà cụ ngoại là thượng thọ 80 tuổi. Sau đó có người em ruột của bà cụ ngoại cũng sắp xỉ gần 80, cũng từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây chúc tuổi bà chị và gia đình. Mời bà cậu ra. Và cũng có bà cô em ruột cũng từ hôm nay ra nữa đó, và bà mợ nữa. Thế cho nên cái sự long trọng bữa tiệc mừng với đi rượu gia đình cũng là lần đầu, là lần đầu năm. Kính chúc quý vị cùng toàn thể cùng nâng ly lên và rót rượu ra cùng đi lên để chúc mừng bà thượng thọ 80 tuổi. Xin mời quý vị. Còn đây ông cậu này, ông cậu em ruột của mẹ nè. Đó, bên bà mợ nữa, còn bà mợ đó rồi. Rồi bà mợ đi. Lấy cái gì mà các cháu ơi, đâu mà thôi này, các cháu ạ. Các cháu, anh Bền, anh Hoài đó nào. Mời các anh đứng lên cho đại diện là các biết này. Thấy hoa. Anh Hoài từ ở Mỹ về Việt Nam ấy nha. Các cháu này, chị Bình đâu rồi nào? Chị Bình, chị Bền đâu? Hay là bên làm gì chứ? Bạn kiểu cứ thế đi, bạn càng cao lên cao lên đâu. Bạn ngồi đây coi, các con cháu đứng trong này này. Ngoài kia ta thấy cái ngồi này thấp quá, nó không có đứng được. Ông cậu, đây là ông cậu này, lấy cậu nói, con để cậu nói này. Thì con ra cậu chúc với mẹ con đi. Thì nghe chúc từ hôm qua rồi. Anh Dũng, rồi bây giờ anh Dũng là chúc với mẹ đi này. Thôi con đại diện gia đình, chúng con xin cầu chúc tuổi mẹ sống lâu 50 năm nữa để chờ đợi các anh chị, các cháu từ bên kia về thăm hỏi, đúng không ạ? Rồi mẹ cũng là vui vẻ mặc dù bằng các anh các chị. Và sau đây xin mời quý vị cùng nâng ly để chúc bà ngoại của chúng tôi cái sự hiện diện là không có gì hơn. Tôi xin thay mặt cảm ơn và sau đó cháu ngoại, cái đứa cháu ngoại sẽ đóng một bản nhạc là lòng mẹ. Rất là tôi xin cảm ơn Chúa, xuống hơn là tôi được 80 năm. Sau nữa là xin cảm ơn các ông, các bà, các anh, các chị, các con, các cháu. Nhất trước tôi
ngoài cái, hung 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 ngoài cái, hung 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 ngoài cái. Thank you.
ngày hôm nay rất vui mừng. Con chúng tôi được tìm đến để chúc mừng bà được tuổi thọ. Chúng tôi cũng mong muốn rằng ngày mà năm nay bà 80 tuổi, chúng tôi muốn bà được 100 tuổi. 100 tuổi, 102 tuổi. 102 thì 104 tuổi. Rồi, vô này. Rồi, bà. Chúc
Thank you.
nằm trong Lo mới lý rồi.
anh 50, chị 50, đúng là không cảm ơn à. Anh 50, chị 50, à. Còn cái là đúng cái lý thứ hai là mấy cháu nữa đó. Chị không biết, cái chị như đây gặp cô ra biết của anh thôi. Nhưng bây giờ, thay thế cho anh thì uống 50, còn à... Thôi được, cậu ta cũng được đi. Người uống 50, rất là 50. Thôi, cậu uống 50. Về làm gì? À, về nói với nó là cậu gửi cho nó 100% và cảm ơn quá tải, quá tải có cái cánh đổi và thầy gửi cho cậu cánh 50% và khi nào nó về nó phải trả đủ 100%. Vâng. Philadelphia
Bang ấy. Thế mà Vân Đằng thì ở mãi tiểu bang Texas. Nhưng mà Vân Đằng bây giờ tự nhiên cái lại có cái ở trong Vân Đằng này thì có lẽ là các em nó ngạc nhiên là không biết là Vân Đằng này quay từ bao giờ. Mà con thì mới nóng hổi mà đã lại quay trở lại. Nhưng mà khi nào đi để cái áo này cho con. Rất đẹp trai. Áo chăn bò rồi. Rồi thôi khỏi phải chụp hình. Để bây giờ có lời chúc thì rồi con xin phép nhà con đã cứ con xuống thăm gì cả như thôi. Con đại diện tất cả mấy anh em về nhà con thì thôi con xin cuốn băng này đấy. Thì mà được sớm thì con sẽ cầm tay em đây. Này này hôm trước rồi nó nói này cậu tưởng nha. Anh ấy đi rồi con còn mua được thêm miếng đất, cấp thêm được cái nhà đằng sau nữa. Nghe lại chụp anh ở Mỹ anh về như bảo anh ta đây nói chưa gì. Anh ở bang nào? Ra đi à? Các bạn Mississippi không? Tôi không, nó xa quá, tôi đi xa lộ 35 ấy, nó khủng khiếp, nó dài. Mà đường chỗ nào nó cũng như chỗ nào thôi. Nó xa quá, tôi đến Minnesota thì là cùng đường. Và tôi ở Texas. Tôi ở Dallas, Arlington. Ngày Arlington còn 12 tiếng. Trời ơi, 12 tiếng mà ngồi dòng dã. Lái nó cực khổ lắm chứ. Và tôi sang cái bắt đầu tôi phải đổi bằng. À, không phải đổi, tôi Mỹ nó xài cái bằng Việt Nam này. Và tôi lại phải học. Cứ học này cũng may, rất may là tôi là có một lần một là luôn rồi, còn mấy cô em rồi tôi sang đến cái bang là lạnh nhất nước Mỹ là Minnesota, không Minnesota là lạnh nhất đấy nhỉ, nó giáp với Canada đó. Mà tôi tập ra được mấy ngày rồi mà thôi nhắn thì cứ nhắn qua điện thoại là tôi nói lại đến nơi đến chỗ, thế thì tôi cái lời nói qua điện thoại rồi rồi thì nó có hiệu nghiệm gì không chị đó. Ngày con gặp không anh chị ở bên đó. Alo, không nghe. Anh chị ở bên Mỹ á, thì em thay các chị ở bên này. Em thì cũng như con của cô thôi. Cũng như là ấy thì em thay các chị bên này để đọc cái lời chúc mừng cô. Kính thưa quý vị, hôm nay nhân ngày mừng thọ của mẹ chúng tôi, đại diện gia đình, tôi xin có vài lời kính dâng lên mẹ của chúng tôi. Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn quý bà con, bạn bè, thân hữu đã đến dự đông đủ ngày trọng đại hôm nay. Thưa mẹ, chúng con rất lấy làm sung sướng và vui mừng được tổ chức ngày thượng thọ 80 của mẹ. Nhưng chúng con cũng không khỏi bùi ngùi và thương tiếc vì ngày hôm nay không còn có bố và hai người em trai trên đời này để cùng chia sẻ niềm vui của gia đình ta. Và chúng con cũng thầm ao ước một điều, giá như có phép nhiệm màu của Chúa ban cho gia đình chúng con, để anh chị và các cháu của con đang sống xa nhà nửa vòng trái đất cùng về tham dự buổi tiệc hôm nay. Qua cuộn phim video này, chúng em gửi sang chị như chính chị cùng gia đình hòa nhập với gia đình mình tại Việt Nam, san sẻ niềm vui của chúng con em. May mắn của chúng mình là còn có mẹ trên đời, các cháu còn có bà. Mẹ ơi, suốt cuộc đời của mẹ tảo tần khó nhọc, chịu bao điều cay đắng, chịu bao mất mát hy sinh, vẫn đứng vững vàng làm trụ cột gia đình, nuôi nấng dìu dắt chúng con khôn lớn. Với công ơn to lớn ấy, chúng con không biết lấy gì sánh bằng. Chỉ nhân dịp mẹ 80 tuổi, con được nói lên những điều mà bấy lâu nay con chưa được dịp nói với mẹ. Ngày con còn bé, mỗi lần làm lỗi là vòng tay nói lời xin lỗi mẹ. Hình ảnh ấy bao nhiêu năm nay không còn nữa. Bây giờ đây, con và các chị của con ai cũng có một mái ấm gia đình, ai cũng lo bươn chải bon chen với cuộc sống, mới hiểu được thế nào là nỗi lòng của người mẹ. Và chúng con không khỏi tránh khỏi những thiếu sót và lỗi lầm với mẹ. Nhân đây, con xin mẹ hãy thứ tha cho chúng con
và chúng con nguyện thay bố, thay chị đang ở xa nhà, lo lắng chăm sóc phần đời còn lại của mẹ, không làm cho mẹ phiền muộn vì chúng con. Xin Chúa lòng lành luôn ban phước cho gia đình chúng ta cùng quý vị tham dự buổi tiệc hôm nay. Xin hết. Hôm nay là ngày thường thọ của mẹ. Con từ xa về, hôm nay không có anh chị anh hùng. Con xin thay mặt cho anh chị anh hùng, là ngày thường thọ của mẹ, chúng con được hân hạnh để mừng cho mẹ được thường thọ 80. Và xin Chúa cũng phù giúp cho mẹ được thêm tuổi, càng thêm nhân đức để dìu dắt chúng con trên bước khách quê người và những người còn đang ở quê hương. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Mẹ nuôi con trừ khi nọt lòng, chúng con không biết lấy gì đền đáp công ơn sữa mẹ. Từ hồi mẹ sinh, mẹ dưỡng cho tới ngày con lớn khôn, chúng con không biết lấy của gì để đền đáp công ơn sữa mẹ. Ngày hôm nay các anh các chị để báo hiếu mẹ, để cho mẹ được có niềm vui, rồi chúng con cũng được diễm phúc. Chúa đã thương ban cho mẹ và đại gia đình đông con nhiều cháu, như Chúa đã nói, như sao trên trời, như cá dưới biển. Vậy chúng con không biết lấy gì để đền đáp mẹ, xin mẹ hãy thứ tha những nỗi lầm của chúng con từ khi nọt lòng mẹ cho tới khi chúng con khôn lớn. Xin mẹ hãy bỏ qua cho chúng con để mẹ dìu dắt chúng con, các cháu được những sự mẹ mong muốn. Chúng con một lần nữa xin mẹ hãy thứ tha và đừng buồn chán chúng con còn thiếu sót, không có về để mà vui cho mẹ được. Xin mẹ bỏ qua. Xin trước hết là cảm ơn Chúa, sau là cảm ơn các con, các cháu. Mẹ cũng quay phim này, các em nó quay phim để về đem về cho con, để con trông thấy mẹ và các em, các anh, các chị, các cháu, hàng xóm láng giềng xa gần đến thăm mẹ, chúc tuổi thọ cho mẹ. Mẹ cũng xin ơn Chúa trên trời ban xuống, trước hết là cho mẹ được khỏe mạnh, cho mẹ được sống thêm được 5 tháng, 1 năm, 2 năm để mẹ chờ đợi con về, để cho mẹ được thấy mặt con một lần. Rồi khi đến khi Chúa cất mẹ về thì mẹ cũng mừng rằng cũng đã được gặp con trong 22 năm rồi. Hàng đêm hàng ngày mẹ cầu xin Chúa xuống ơn cho các con, các cháu bên này, bên các con được bằng an mạnh khỏe là mẹ mừng. Nhưng ngày hôm nay mẹ thấy các con, các cháu, các anh em đầy đủ mà mẹ không thấy con, hình bóng con ở trước mặt mẹ thì mẹ buồn lắm. Nhưng mà mẹ cũng lại phải gượng lên vì hoàn cảnh con, muốn về với mẹ nhưng mà không thể về được, còn phải ngăn trở, còn phải vướng mắc, con nhiều, cháu nhiều, không thể về với mẹ được. Xin Chúa xuống ơn cho con được sức mạnh mà con chăm dắt đàn cháu, để con phục dưỡng để sau này một tháng, hai tháng, năm năm, mười năm nữa con về được với mẹ. Nếu Chúa để cho mẹ còn sống thì mẹ gọi con gặp nhau, mà nếu Chúa định cho mẹ chết thì về con trông cái má. Hôm nay mẹ chúng em ở nhà để làm chúc tuổi thọ mẹ, nhưng mà em cũng thay mặt chị và em chúc mẹ. Mẹ ơi, con thay mặt anh chị Hùng ở bên Mỹ không về, xa xôi Đức Trời không về được. Và con thay mặt cho chồng con và các em con là em Phượng và các cháu.
thì con mẹ con chúc tuổi thọ mẹ, mẹ sống với tụi con thêm chừng khoảng vài chục năm nữa để cho chúng con đền đáp ơn mẹ công lao mẹ khó nhọc nuôi dưỡng chúng con từ tấm bé lên, mẹ ngồi mẹ dạy dỗ chúng con và mẹ săn sóc chúng con. Chúng con không biết lấy gì đền đáp ơn công ơn to lớn của mẹ trời biển của mẹ. Thì hôm nay ngày chúc thọ của mẹ, con chúc mẹ được mọi sự và bình an và mạnh khỏe sống với chúng con, các cháu. Và mẹ cũng đừng buồn nữa, anh chị Hùng từ xa xôi không về được, nhưng mà có chúng con ở bên cạnh mẹ để mà săn sóc mẹ và chia sẻ nỗi buồn cho mẹ. Chị Hà ơi, ba mấy chục năm nay bây giờ hôm nay tuổi thọ mẹ, cái dịp này hôm vừa rồi em tưởng đâu anh Hòa về nói rằng anh chị về được, nhưng mà không ngờ anh chị cũng không về được cái tính cái Tết và cái tuổi thọ của mẹ. Thì thôi bây giờ chị và các anh chị ở bên đó và các cháu coi cái cuốn phim này và thấy mẹ giờ phút này mẹ đây, mẹ chỉ mong chờ chị anh chị về để vui với mẹ và mẹ gặp chị và anh một lần và các cháu. Thì em cũng không biết nói gì hơn nữa, mà cũng đầu năm mới em chúc anh chị một năm hưởng hạnh phúc và vui vẻ làm ăn phát đạt, các cháu thật là mạnh khỏe. Bà ngoại cũng mong các cháu lắm, không thấy một đứa nào về cả, nhất là anh chị. Hôm vừa rồi chị Hòa về nói mẹ đó là chị về làm giấy máy bay rồi chị về, cả nhà cùng mong mà rất cuối cùng ra không thấy chị về, mẹ cũng buồn lắm. Nhưng mà thôi bây giờ em biết hoàn cảnh của chị, không biết sao mẹ có nhận được tiền chị gửi về cho mẹ hôm ha mùng mấy Tết này mẹ đã nhận được rồi của chú em nó ở đây, thì nó cũng để em đến nhận mẹ là mẹ đó. Thì chị xem cuốn phim này chị thấy em cảm ơn anh chị đã cho mẹ, giúp mẹ và cho mẹ tiền để ăn Tết. Hôm nay là ngày đại thọ của mẹ, chúng con thay mặt anh chị Hùng làm tuổi thọ cho mẹ. Công nào mẹ nuôi dưỡng chúng con khôn lớn đến ngày hôm nay mà tụi con chưa có gì để báo hiếu được cho mẹ. Nếu con nó làm điều gì cho mẹ buồn, mẹ cũng đừng buồn tụi con. Vì anh chị Hùng thì ở xa không thể về được, thì chúng con cũng thay anh chị để làm một bữa tiệc đại thọ cho mẹ, để báo hiếu cho mẹ. Anh chị Hùng thân mến, em ở nhà mẹ thì lúc nào cũng nhớ thương anh chị, mong muốn anh chị về, nhưng mà em hiểu hoàn cảnh của anh chị không thể về được. Thì thôi em cũng bước sang năm mới, em cũng cầu chúc cho anh chị và các cháu được dồi dào sức khỏe, mọi sự như ý. Nếu có thể được sẽ góp một ngày anh chị về thăm mẹ một lần, mẹ mong nhớ anh chị lắm. Tôi con xin ngày hôm nay ngày mừng đại thọ của mẹ, con có vài lời con kính chúc mẹ. Chúc mẹ sống lâu trăm tuổi với tụi con, để cho tụi con nương náu mẹ. Con cảm ơn mẹ. Thôi mẹ nói rồi. Em mập lại ông Châu nói đi. Cứ mọi người chúc bà là lãng sống thêm 20 năm để lên đường 100. Bà bảo nếu bà táo sống được thêm 20 năm 100 thì tường Bình Dương không có khó. Thì bà bảo ngã còn được rồi. Bà bảo nếu sống thêm 20 năm nữa là đường Tình Dương mới có. Bà bảo lần này thì sống như vậy là được. Học ở trường nào con? Đường Nguyễn Khuyến, đường Cộng Hòa cậu. Đường Nguyễn Khuyến bây giờ nó đổi Hồng Đức là đường Cộng Hòa. Nguyễn Văn Thụ đi lên á, Hoàng Văn Thụ đi lên á. Hoàng Văn Thụ đi lên đường Cộng Hòa. Hả? Bây giờ đây không có ai nào không còn chữ hết á. Không có thầy nào dạy được hết chữ rồi, bây giờ mày đứng lên cậu ngồi đuôi. Thầy là bó tin. Ê, mời cậu nè. Vô lẹ, đứng như này còn. Rồi. Ngoài. Nhưng mà mày không uống hả? Vô đi. Ngoài từ nãy giờ em vô mấy lần anh cứ ngư. Nói hoài. Anh nói hoài. Nói hoài. Và bây giờ uống mấy cái cọc à, uống cọc nè. Nè, mấy em ơi. Này, đem lên lên. Buông mày ơi. Đem lên lên nè, cái này uống là 100% à. Buông mày ơi, lên cái lên buông mày. Ra đây, uống buông mày. 100% à. Ra đây. Thôi buông mày, nâng lên cái đi. Tao vậy là buông mày gạt kiếm lâu lắm rồi. Nóng ruột quá. 100% nè, 100% nè. Buông mày, buông mày. Cái này sẽ buông mày hạ kia. Cái đồ
các anh này bỏ xuống không? 100% nhá. Nhưng mà giống như nó thay 100% này nè. Bà kéo lên. Bà treo giò cả mấy thang này đó. Các kiếm này, ngày vui này đó, xuống kiếm bữa đi. Nha. Nhưng mà
có anh chị ở nhà cho nên là chúng nghe em cũng hơi buồn, nhưng mà cũng vui là bà con đến rất là đông, các cậu các dì ở xa xôi cũng trở về, cũng về để chúc thọ mẹ. Thì sáng ngày quay bên nhà rồi, bây giờ là quay bên nhà em để cho chị thấy cuộc sống và của tụi em năm nay như vậy đó. Chú ban cho thì năm nay em làm ăn cũng được, và em cũng đầu năm em chúc anh chị sang năm làm ăn có công việc làm, và các cháu khỏe mạnh, anh chị hạnh phúc, và chú ban cho khỏe mạnh và các cháu ngoan. Thì em không biết nói gì bây giờ, tại vì ngày hôm qua em bên, nhưng mà em nói nhiều rồi. Thì nếu mà phim này cũng phim này sang ấy, thì chị ấy còn như hôm chị nói với em là cho Phượng mượn tiền để mà mua chiếc xe. Thì em cũng có nói với Phượng là em sẽ đưa, nhưng mà hôm vừa rồi mẹ nằm nhà đấy chị, thì em có đưa cho mẹ mượn mà thay cái tiền mà đó để mà mua xe, thì em cũng đưa cho mẹ mượn để nằm nhà. Rồi chứ không phải là em không đưa, thì em cũng có nói Phượng nếu mà vài tháng nữa gần đây em, nếu mà em lấy được tiền á, năm nay em buôn bán nhưng mà người ta thiếu em nhiều quá đi, nếu mà em lấy được tiền thì em cũng thể cho em nó mượn, rồi chị từ từ chị trả cho em sau cũng được, chứ không phải là em không cho mượn. Nhưng mà có vẻ Phượng nói có vẻ không bằng lòng, nói với chị nhiều câu em thấy nghe không có vẻ được bằng lòng tí nào. Thì thôi anh chị đừng có buồn, em cũng sẽ sẵn sàng cho Phượng mượn thôi. Nhưng mà để một thời gian ngắn nữa thì em sẽ, tại vì em mới làm cái nhà ngoài kia, và cho nên là với con mẹ bên nhà cũng phải sửa nhà, vì trước khi sửa thì mẹ chẳng có tiền gì cả, thì em bỏ năm mấy cây cho mẹ mượn mẹ sửa nhà. Thì thôi để từ từ thì em sẽ cho Phượng mượn tiền đó để mà Phượng mua xe. Và em cũng hôm vừa rồi chị anh chị Hòa về với chị, thế con nói rằng chứ anh chị về thì cả nhà cũng mừng tưởng đâu anh chị về trước Tết, nhưng mà đến hồi gần Tết cũng chẳng thấy gì. Rồi đến sau thì mẹ bảo em bảo tất là chị không về được, chị bận chị không về được. Thế rồi cả nhà cũng mong nếu mà hôm vừa rồi chị về kịp cái chúc tuổi thọ mẹ thì vui quá, cả nhà cũng mừng. Thôi em có như vậy đó, thì em nói với chị có anh Bội có về ghé thăm mẹ ngày hôm qua cũng kịp chúc tuổi thọ mẹ đấy. Cô cũng có đến, ông cậu cũng đến gì con. Thì bây giờ mấy đứa con em hết rồi này, đây chặt Uyên ra đây ngồi con Uyên ngày nào rồi dạ thôi không chỉ cứ việc nói đấy. Cuối mặt thằng sắc con này kỳ cục đấy. Còn đây là Uyên này, Sắc Trang này, còn đây là Kim Phương này. Còn con thiếu con Kim Anh nó đi chợ nó chưa có về. Còn đây là Út này, thằng Nhật nó đi cái hàng thay chị rồi, thay em rồi. Còn Mỹ á, cháu Mỹ đi cá này sáng nay rồi. Còn ba nó đi giao cá chưa có về. Năm nay chú ban cho tụi em nhá, rất là vui vẻ. Chỉ thiếu mỗi mình anh chị thôi, với các cháu thôi. Em cũng xin phép anh chị, chào anh chị, chào các cháu nhá. Bye bye.